Hi, xin chào mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem vlog của mình nha. Đáng lẽ ra thì hôm nay mình sẽ phải đăng video tiếp nối chuyến đi đến Hạ Môn. Nhưng mà mấy hôm nay thì mình đang ở thành phố khác, không khí giáp Tết cũng vui quá, cho nên là mình muốn ưu tiên làm các video dịp Tết này nè, để kỷ niệm cái Tết thứ hai xa nhà và đi du lịch một mình. Đây là ngôi chùa ở thành phố Chương Châu. Bên ngoài các sư để sẵn nhang, được sắp xếp gọn gàng 3 cây nhang trong một ống. Mọi người tự lấy đốt lên rồi thắp ở bên ngoài chùa thôi à, chứ ở bên trong thì không có được đốt nhang đâu. Đây là một khu chợ quê nằm ở trong phố cổ Chương Châu thuộc tỉnh Phúc Kiến. Chợ này thì giống kiểu chợ tự phát đó mọi người, chỉ diễn ra vào sáng sớm thôi à. Có một số người thì nhập hàng về bán, còn một số ông bà cô chú khác thì ở nhà trồng trọt hay là có cái gì thì người ta đem ra bán vậy đó. Mà dù là chợ quê thì người ta cũng thanh toán bằng cách quét mã ví điện tử vậy đó mọi người. Cũng có một số người khác thì trả tiền mặt. Mà ở Trung Quốc mỗi vùng đều có tiếng địa phương, nên là hầu hết mọi người nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ địa phương không à. Thậm chí là với người lạ khi mà mở đầu họ cũng sẽ nói tiếng địa phương luôn. Nếu như mà mình không hiểu thì họ sẽ chuyển ngay sang tiếng phổ thông để cho mình hiểu á. Còn đây là một khu vực bán đồ trang trí Tết nè. Mình thích ngắm mấy cái này lắm, nhìn bắt mắt mà thấy rộn ràng không khí mùa xuân luôn. Lúc mà mình đi thì mới 7 giờ sáng à, cho nên cũng không có nhiều người đi mua lắm. Chắc một lát nữa, trễ hơn thì mọi người sẽ ra mua tấp nập đó. Vì hôm nay là 25 Tết rồi mà. Mình đến Chương Châu mục đích chính là để đi Thổ Lầu với đảo Đông Sơn. Nhưng mà cũng tình cờ có việc nên ở lại khu này một hôm. Thấy cũng may mắn ghê á, vì được trải nghiệm xem họp chợ sáng của các cô dì chú bác ở đây nè. Để hôm khác mình sẽ làm video cho các bạn xem về các địa danh đó ha. Thổ Lầu thì khá là độc đáo, nó là di sản văn hóa thế giới đó mọi người. Còn đây là công viên Trung Sơn, cũng nằm ngay bên trong gần phố cổ Chương Châu luôn. Công viên cũng trang trí chào đón năm mới nè. Buổi sáng các ông bà cô chú đi tập thể dục rồi tiện thể chụp hình luôn. Bây giờ thì mời mọi người đi ăn sáng cùng với mình nha. Đây là các món ăn kèm với lại món mì đó mọi người. Mình cực kỳ thích cái món mì ở Chương Châu luôn. Cái nước dùng này nè. Cái nước dùng nó sệt sệt giống như là súp vậy đó. Nhưng mà cái vị thì ăn lại giống như là ăn hủ tiếu hoặc là bánh canh ở Việt Nam. Một tô như thế này là chỉ có 6 tệ thôi. Tại vì là mình không có ăn các đồ ăn kèm. Nhưng mà bên trong cái nước súp là đã có rất là nhiều thứ rồi. Có thịt, có tôm khô, có mực. Vlog của mình hôm nay dừng lại đến đây thôi ha. Hôm sau mình sẽ làm các vlog về các địa điểm khác cho mọi người xem nha. Cảm ơn mọi người thật nhiều vì đã xem hết. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người nha.